ngày 31 tháng 10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, khám xét và cầm tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa vì liên quan đến hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Theo đó, 5 người bị khởi tố gồm ông Di du lịch 1972, trú tại phường Đông Dị, thành phố Thanh Hóa, bác sĩ, trưởng khoa Nam 1, bà Đinh Thị Thu Hồng 1973, trú tại phường Đông Dị, thành phố Thanh Hóa, bác sĩ, trưởng khoa nữ, ông Phan Văn Giỏi 1961, trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, bác sĩ, trưởng khoa Nam 2 và 2 nữ điều dưỡng gồm Phạm Thị Nhung 1988, trú tại phường Đông Dị, thành phố Thanh Hóa, Phạm Thị Phương 1985, trú tại làng Mạc Hô Giang huyện Hô Quá, Thanh Quá. Trong số 5 người bị khởi tố, cơ quan công an đã thực hiện cầm tạm giam 3 người gồm các ông, bà, Di Du Lịch, Đinh Thu Hồng, Phan Văn Giỏi, còn bà Phương và Dung bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo thông tin ban đầu, những người trên bị khởi tố, cầm tạm giam gì liên quan đến việc rút bớt thuốc bảo hiểm đưa ra ngoài tiêu thụ. Trong đó, bà Đinh Thu Hồng là hậu phi của giám đốc bệnh viện này. Trước đó, vào đầu năm 2019, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ 33, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ, cầm giữ ba đối tượng có liên quan đến việc rút bớt thuốc điều trị của bệnh nhân chuyển đi tiêu thụ nhiều nơi trong tỉnh, trong đó có nhiều loại thuốc biệt dược, thuốc hướng thần, nằm trong danh mục phải quản lý đặc biệt. Tăng vật thu giữ gồm 2.000 hộp, dĩ thuốc gồm 30 loại thuốc, gây thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.